Quay trở lại các kinh nghiệm vô giá, chúc người mới thật nhiều sức khỏe, luôn thành công nha. Hôm nay lại review thêm chai này nữa là nước dừa tươi nha. Cái này vị chanh muối này. Đó. Trọng lượng là 330 nha. Cái này cũng là thương hiệu Việt Coco nha, rất là ngon. Đây, thành phần là nước dừa này, nước dừa tươi này, đường, nước cốt chanh muối này, chất điều chỉnh độ axit, chất bảo quản vậy thôi. Ngon hơn khi uống lạnh này. Sau khi mở nên giữ ở nhiệt độ 4 tới 8 độ C nha, và sử dụng trong 24 giờ thôi nha. Đó, được làm từ dừa tự nhiên này, màu sắc, mùi vị, sản phẩm có thể thay đổi theo lô nguyên liệu nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nha. Đó là phải sử dụng bỏ tủ lạnh nhưng cũng chỉ dùng được trong một ngày 24 giờ thôi nha. Đó. Cái này là tinh chất dinh dưỡng nhu cầu cần thiết mỗi ngày này, 2000 calo này. Đây, ngày sản xuất đây. 25 tháng 4 2022 đến 25 tháng 10 2023 nha. Đó, hình như được cả năm rưỡi ấy. Cái này có giá là 10 ngàn một hộp nha. Tôi sẽ mở đây. Đây, mở ra đây. Chất đổ nắp nhìn nắp là dễ thương không? Có ba cái trụ này nhìn như là đồ để nấu bếp ấy, nhìn cực kỳ dễ thương. Nước cốt dừa, màu dừa mọi người thử nha. Ngon nha. Cực kỳ đã luôn đấy. Uống nó vừa hòa quyện giữa mùi nha. Dừa này. Này. Cái nước nó thấm thấm màu bởi vì nó có nước cốt chanh muối nhé. Uống vô nó có vừa có độ thơm của dừa này, vừa có độ mà chua chua ngọt ngọt của chanh muối, nó ngon cực kỳ luôn đấy. Đã lắm nha, mọi người mua thử ngay nha. Cái này uống lạnh nữa thì tuyệt vời luôn. Ai mà thích uống chanh muối mà không cần uống đường, không cần pha đường, uống cái này luôn nha, cực kỳ ngon, ngon lắm luôn đấy. Đó, mọi người mua thưởng thức ngay nha. Đó, vừa rẻ vừa ngon vừa bổ dưỡng. Đấy, cảm ơn mọi người đã yêu quý kênh mình, nhớ like đăng ký kênh cho mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong video mới nhất nha.